Dạo này nhìn thấy anh Phong có cục nọng lại rồi. Ủa, nọng đâu trời, làm gì có nọng. Ê, anh Phong có thể nào làm thử thách nếu như mà bắt cua té một lần là nhảy dây 50 cái được không anh? Cái gì vậy trời, ở đâu ra có bạn này bình luận cái gì ác như vậy? Thứ nhất là tôi không hề mập. Này các bạn nhìn là dạo này tôi giảm cân, tôi ốm rồi, mập đâu mập. Thứ hai là bắt cua té một lần nhảy dây 50 cái, có nghĩa là té 10 lần là nhảy dây 500 cái, té 20 lần là nhảy dây 1000 cái luôn hả? Trời ơi trời, sao mà làm được? Thôi chứ không làm đâu, không làm đâu, không làm đâu. Ủa mà người ta nói đúng mà. Đã đúng gì? Trời ơi, mập gần chết rồi nè, nhìn nè. Trời ơi, kéo cái dài như Luffy luôn à trời. Ủa nè 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 nha, tôi vậy tôi ốm rồi mập đâu mập. Với lại bây giờ bạn ấy kêu á là chơi nhảy dây, mà bây giờ tôi đâu có dây đâu, sao tôi nhảy được? Nên thôi, không làm đâu. Nè dây nè, tôi có nè. Ủa, ở đâu ra luôn vậy? Trời ơi, tôi mua sạn địa ông rồi là giảm cân luôn đó. Như thử thách này hay nè, đó, thua một màn là nhảy dây 50 cái được á. Thua một màn, nhảy dây 50 cái. Thua 10 màn là 500 cái. 20 màn là 1000 cái lần đó. Thôi nhưng mà thôi không sao. Dù gì thì cái này cũng là thử thách mấy bạn đặt ra cho tôi, cho nên là không sợ gì cả. Nhưng mà tôi sẽ có một cái này thử thách ngược lại cho tôi luôn nè. Đó chính là tôi sẽ nhờ Sammy bắt cua nha các bạn nha. Sammy là một cái người gọi là chơi game bắt cua cực kỳ nướp luôn. Và nếu như Sam thua thì tôi sẽ nhảy. Ok chưa? Là quýt làm mà cam chịu đúng không? Đúng rồi, quýt làm cam chịu á. Ừ, cho nên là Sammy làm ơn, làm ơn cố gắng đừng bị té nhiều quá nha Sam. Nha Sam. Cái gì mà dinh dính như vậy? Sao nhìn mặt bà tôi không thấy an tâm tí nào. Mua giỏi lắm, đừng lo nha. Rồi ok, vậy chơi luôn nha bạn. Bắt đầu thử thách, let's go. Rồi ok 500 anh em, thì hiện tại bây giờ tôi đã vào trong cái tựa game mất rồi nè. Thì Sammy sẽ là người bắt cua, còn tôi sẽ là người nhảy dây nha các bạn nha. Sammy cố gắng lên nha Sam, không thôi là Phong nhảy dây Phong xỉu luôn nha Sam. Đó, trời ơi. Sam mà té tầm người là 50 lần thôi là Phong xỉu thiệt đó nha Sam. Thì nha Sam. Tôi cứ bắt thua rồi, mà. Rồi ok, được rồi, bắt đầu đi. Bây giờ tôi sẽ đứng ở đây coi Sam chơi nha các bạn nha. Rồi chơi đi. Giờ bắt cua mà dễ mà, có gì đâu, mới ban đầu là thế nào cũng qua, đừng lo, đừng lo. Rồi, tôi hy vọng là Sam có thể thắng được các bạn nè. Tôi là tôi đã chọn con map dễ nhất kìa các bạn nè. Cái gì vậy sao? Cái này là bà cố tình đúng không? Bà cố tình bà chôn tôi đúng không? Tôi không biết, chôn Việt Nam, chôn Việt Nam không biết. Ok, 50 cái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sao nó xúc cái dây luôn rồi? Trời ơi, ông làm gì vậy? Cái gì hầu đậu hết trơn á. Tôi nhảy dây sao mà nó đứt luôn cọng dây ra ngoài luôn mấy bạn ơi. Trời ơi là trời. Có khi nào tôi mập quá tôi qua mà nó đứt dây luôn không? Trời, không biết. Ê, không, nó mập liên quan gì đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 50. Rồi, 50 cái rồi, tiếp okay. Đi. Hồi nãy tôi với Sammy mới vừa đi ăn KFC về. Cho nên là thôi coi như mình nhảy dây để mình gọi là giảm cân luôn cũng được mấy bạn. Rồi, tôi bắt cua hơi bị đỉnh. Đó, hay chưa? Ừ, làm ơn bắt cua đỉnh đỉnh xíu giùm tôi nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, qua được một mạng rồi. Cái này là cái gì vậy? Cái này là gì? Cái này là phải chọn đường đi đúng nè. Cái này giống kiểu Squid Game á. Đúng luôn hả? Sao chọn hay vậy? Đây, 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 giờ là theo số 3. Đây, đây. Cái này sao tôi biết được, cái này không phải là vấn đề bắt cua, vấn đề là về kỹ năng rồi, không biết. Này là hên xui rồi. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. Ok. Tiếp. Rồi, tôi đeo kính râm, tôi bắt cua luôn nè. Nãy giờ nhảy được 100 cái rồi đó. Bên này tôi nhớ mà, bên này nè. Rồi, đường ở giữa nè, nhớ đường không Sam, nhớ đây, nha Sam. Nhớ, nhớ, đừng đây. Sai. Hồi nãy là đi đường thứ ba là sai rồi, nè, cho nên hai. Đi đường ở giữa đi, tôi nghĩ ở giữa đó. Ok. Rồi. Đúng rồi nè. Ủa, cái này đi thì sao? Rồi, tiếp. Cái này là bắt cua qua đúng không? Đúng rồi, cứ nhảy qua thôi, đây. Cái này dễ mà, cái đường này dễ ẹt à. Coi chừng té, trời ơi, sao mà tôi nhìn bà chơi tôi sợ quá à. Tôi chơi bro mà, con này bro là... chỗ nào, từ nãy giờ tôi nhảy 100 cái rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, đi từ từ thôi, cứ vượt qua màn chơi được, hết thử thách là được. Mình đi nhanh luôn, đi từ từ cho mệt, đói không, đi nhanh cho tôi nè. Bà đi nhanh để làm cái gì? Bà đi nhanh để làm cái gì? Tôi sợ hết rồi. Tôi đâu có yêu cầu bà đi nhanh đâu, bà đi chậm cũng được mà. Xin lỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
phụ, không cần phụ gì hết. Rồi, cái này rồi, là thử thách mấy bạn đặt ra cho tôi để tôi tự làm. Đó. Chậm chậm thôi. Đó. Tôi lạy bà luôn á Sam, chậm chậm thôi. Đây, đi chậm chậm đi. Đúng rồi, chậm chậm thôi Sam ơi. Cho tôi thời gian để tôi thở nha. Chậm chứ bà đừng có thua liên tục là chết tôi luôn á. Cái này là tôi đi chậm luôn á. Ủa sao bà đi chậm mà bà vẫn bị ra sao? Ai biết, tôi rồi. Cái gì vậy Sam? Thôi, bây giờ cái này đi. Coi như cho tôi nợ lần này đi, bây giờ Sam đi tiếp, nếu mà Sam thua nó nhảy 100 cái luôn. Trời ơi, dữ vậy. Đúng rồi. Mày đi chéo xong rồi nó rớt luôn á, mày mình cố ý nha bạn, mày nó quát vậy. Rồi thôi, chậm chậm thôi bà nội ơi. Bà đi nhanh hay chậm gì bà cũng bị trúng hết là sao vậy hả? Tôi bắt cua gà lắm ơi. Tính ra là cái map này dễ chơi lắm luôn á bạn, các bạn chơi, mấy bạn coi Sam chơi nãy giờ mấy bạn thấy cái map này dễ không? Đó. Đang rẽ qua nè, tìm hướng rẽ nè đi. Xém nữa là đụng trúng rồi đấy chưa? Rồi. Tôi nhìn bà chơi à, tôi yếu tim luôn á Sam ơi. Nó đi qua kìa, nó bị méo quá kìa. Sợ quá trời quá đất luôn á. Rồi ok. Rồi ok. Ui đến đoạn này là khó nè. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Hay quá. Hay quá Sam ơi. Hay quá. Qua được một map rồi. Rồi qua được rồi. Thấy chưa? Tôi nói rồi, tôi pro mà. Giỡn gì? Rồi. Ok, 500 anh em, hiện tại bây giờ Sammy đã qua được một map rồi, kết thúc video tại đây nha. Ok, dừng đi. Gì vậy? Thôi giỡn thôi, Sammy đã qua một map rồi. Cho nên chúng ta xung nhau đến với map tiếp theo nha các bạn. Ok, map tiếp theo sẽ là map khó hơn nè, lúc này tôi mới toan nè. Rồi, ok 500 anh em, bây giờ là tôi đã chọn cho Sammy một con map mà bảo đảm Sammy thích luôn. Đó chính là map của gọi là Cinnamon đúng không? Okay. Kuromi hả? Nhầm, mà. Xin lỗi. Bây giờ Sammy té xuống dưới cái thôi, tôi phải nhảy dây 50 cái cho nên Sammy bình trời tĩnh giùm tôi nha. Trời ơi, cái này dễ mà, nó nhỏ như thế này mà trời. Sammy gọi là khá là thích Kuromi cho nên là tôi quyết định chọn ngay con map này luôn. À. Rồi, đó. Đúng rồi, từ từ thôi. Chậm mà chắc. Từ từ thôi. Sợ quá bà nội. Như này. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái này là chôn Việt Nam thôi. Bà chôn Việt Nam đó, cái gì? Tôi đau tim lắm bà nội, tôi bị đau tim đó. Hơi bị đỉnh. Nói chưa? Ui ghê vậy trời. Trời ơi, giỡn gì đó. Hay quá. Đúng rồi, từ từ thôi Sam, cứ bình tĩnh thôi để rồi. Cho mấy bạn fan gọi là cho mấy bạn fan thấy được khả năng bắt cua của Sam. Ủa? Ủa win luôn hả? Ủa gì map gì nha? Ủa cái map gì mà nó dễ dữ trời. Thôi giờ tay với ông có khó nha. Ok. Dừng. Ủa làm vậy chi? Thì ông nói nó dễ giờ khó rồi đó. Này đi. Ủa bà làm vậy chi? Ủa đâu? Xin lỗi Phong lỡ tay. Rồi nhảy đi. Thì nãy em nói dễ vậy cho khó rồi đó. Cái này là do ông nói nha. Nó là ủa má bị dễ giờ khó rồi kìa. Bắt cô đi. Chưa. Ủa vậy là 100 cái luôn hả? Rồi. 100 cái đó. Nãy là ông nờ đi giờ là 100 cái đó Sam. Ủa là mày là 100 cái hả? Đúng rồi. Ủa chết rồi. Tôi quên trí nhớ đấy, tôi không biết. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xúc cái dây luôn rồi. Khổ á. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Má bắt cua rồi đó, thắng rồi đó. Tiếp. Rồi, Phong Cần đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu parkour, Sam té, Phong nhảy. Yên tâm đi, tôi chọn cái map này là map dễ luôn rồi đó, cho nên là khó té lắm, yên tâm. Okay. Trời ơi. Map này ui, nhìn hơi khó. Sammy à, Sammy nếu như mà Sammy thương Phong á thì Sammy bắt cua chậm chậm thôi nha. Đây, tôi đang thương ông nè. Sam thương tôi nha Sam. Sau cái video này chắc là tôi phải lên trên cân để tôi cân thử coi tôi có giảm được ký nào không, chắc giảm. Cái cầu này là nó bị bé quá, trượt chân chứ không có ý gì, cố gắng lắm rồi. Cái này là bà cố tình đúng không? Không, cái này là cố tình đúng không? Không. Thôi, cho nợ luôn này nha, cho tôi thở xíu rồi. Rồi, tiếp đi. Trời ơi, trời là 100 hả? 100 cái gì? Ủa, 100 gì? 100 gì? Bà tính té nữa hả? Bà tính té nữa hay gì? Không, là té lần 50 hả? Ê, từ nãy giờ tôi thấy là tôi chọn cho bà tàn mấy cái map dễ mà tôi thấy bà té mấy cái pha vô lý lắm nha. Cái cầu nó nhỏ gì là té đúng rồi, giờ cái này té mới vô duyên nè. Tin được không trời, tin được không trời. Tin được, tin chuẩn luôn. Hiểu không? Đi đồn đi. Tin chuẩn rồi đó. Tin chuẩn không? Tin chuẩn. Chuẩn à? Chuẩn. Ok, chuẩn nha. Chuẩn nha, ok nha. Rồi, từ từ nè.
Đoạn này từ từ nè, làm ơn. Cái cầu này nó bị cái gì á? 100 cái lận á Sam. Sam ơi, 100 cái lận á Sam. Sam thương Phong ra Sam. Tôi cũng bắt cua cũng mệt chứ bộ, tôi mỏi ngón tay quá trời. Trời ơi, tự nhiên hay không tôi nghĩ ra mấy cái thử thách gọi là chơi bắt cua, tập thể dục kiểu này chi. Lần trước là nâng tạ nè, chạy bộ nè, lần này là nhảy dây thiệt luôn á. Ui trời ơi, cái này khó nè. Cái này là Sammy phải nhảy lướt qua rồi, đó. Tôi biết rồi. Đúng đúng rồi đó, đúng rồi. Từ từ ơi, từ từ ơi. Từ ơi. Tin tôi, tin tôi. Tin được không? Nói vô bắt đầu biết bắt cua. Ồ hay quá. Ui hay quá. Ui hay quá. Đó. Ui hay quá. Đó. Ui hay quá. Ui xem té xem té. Ui hay quá. Đó. Wow! Tôi nói rồi, tôi bắt cua bờ gồ mà không tin. Trời ơi trời, ông này. Không thể tin được. Chứ sao thật nữa? Không thể tin được. Chứ sao nữa? Thật không thể tin được. Thật không thể tin được. Không còn map nào dễ hơn nữa đâu. Để tôi đi nết. Uống giống cơm mà ông uống coca. Cái này là coca không đường, uống cho giải khát hiểu không? Sao mà tôi nói cho bà biết nè, tôi có chuẩn bị rất là nhiều những cái phần quà để sắp tới tôi quay video tặng quà cho Sam á. Mà từ nãy giờ tôi thấy là Sam bớt dễ thương đi vậy nha. Tôi không có. Cái này là do nó té thật. Cái này là do ông này ông khen tôi. Ông bất khen thì làm ra tôi thắng không, rồi. Không khen nữa đúng không? Đúng rồi, đừng khen, im lặng đi. Trời ơi, Sammy gọi là chơi dở quá. Sammy chơi gà quá. Ôi chơi té hoài. Cô bắp, cô bắp. Tôi té bây giờ sao nghe tôi. Bây giờ tôi chơi bà luôn á không? Để cho bà gọi là tập trung bà chơi hiểu không? Không, chê nhiều quá, tôi té bây giờ. Tôi là cái gì tôi mỏng manh lắm. Ráng chơi để thắng màn này để Phong cận tặng quà các bạn ơi. Không có nhây nữa, không có chôn nữa. Ờ đúng rồi. Sammy từ nãy giờ đã chơi được 3 map rồi. Và con map này sẽ là con map cuối cùng nha các bạn nha. Nếu như Sammy phá đảo được con map này á, thì coi như là Phong đã chiến thắng thử thách. Ok. Bà nhìn lên trên coi còn sao không? Gần rồi, gần rồi, tới đích rồi, tới đích rồi. Gần rồi bạn ơi. Thôi bây giờ nè, Sammy từ từ, Sammy từ từ. Đây. Dừng lại ở chỗ này xíu đi. Tự nhiên không, tôi mệt mà tôi uống coca vô á, nó cũng không giải khát lắm cho nên là tôi ra tôi lấy chai nước suối. Để xíu nha. Ok. Ok mấy bạn ơi, trời ơi, thời khắc quyết định tôi sẽ cho anh lão Phong cần. Trời ơi, các bạn biết sao không? Tôi tức, tôi cay dễ sợ lúc trước. Ông tặng quà tôi mà ông cho tôi là bỏ mấy con gián vô. Trời đất ơi, trời, nên là bây giờ tí ông vô tôi sẽ té 4 lần cho lời ông. Là ông sẽ nhảy 200 cái. Ê, có ác quá ông ta. Ác gì trời, trời là lương thiện rồi. Chứ ông cho tôi cho ngược lại có gì đâu đúng không? A few minutes later. Vậy nha mọi người. Ủa không cần. Hôm bữa có một bạn fan tặng cho tôi cái giọt mồ hôi nè. Bây giờ tôi gắn lên trên đầu tôi là giống thiệt nè. Bây giờ tôi đổ mồ hôi thiệt rồi nha. Rồi bắt cua nha Phong, giờ về là thắng rồi nè. Rồi vô nha, lên là thắng rồi nè Phong, thấy chưa? Rồi cố lên, cố lên. Thắng nè. Dậy tôi lỡ gì nhanh quá té. Trời ơi. Ê. 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 Gì vậy? Ê. Ê. Tôi thấy có vấn đề nha. Sắp lên rồi. Chỗ nó bị chặn. Lỗi bà lắm. Quên. Nói chuyện là không được chỉ trỏ. Chuyện ngược lại ông đi. Nè, tôi thấy có hơi có vấn đề nha. Đúng rồi. Tôi thấy cũng vấn đề thật. Có vấn đề thật. Tôi nói bà đó. Bà có vấn đề nha. Tôi thấy bà có vấn đề nha Sam. Này nó bị chặn quá lắm. Ông chỉ lại coi, ông chỉ lại, ông chỉ tôi à. Không, tôi đâu dám chỉ sao đâu rồi. Thôi cho nợ cái này đi. Này lỡ, này mà lóc nó chặn nó thôi lỗi. Này chặn nó. Ủa, sao bà không chạy? Sao bà không... Nói chuyện nha, ôi mày lặng đi. Đang nói chuyện, đang mắc cua mà ông nói chuyện tôi là sao vậy? 2 cái nữa sao, là 100 cái nữa sao. Ông đừng nói chuyện tôi, im lặng đi. Im lặng nha, vậy im lặng đi. Rồi, im lặng à. Im lặng luôn. Ê. Trời ơi, sao không nói chuyện với tôi? Nói chuyện tôi buồn cô đơn quá. Yeah.
không nói chuyện tôi buồn, tôi cô đơn, tôi tệ. Giờ ông nói chuyện tôi đi, bình thường đi. Ủa, từ nãy kêu không nói chuyện, bây giờ kêu nói chuyện là sao? Ông không hiểu tôi, bây giờ ông nói chuyện quan tâm tôi đi, tôi sẽ nhảy được. Quan tâm Sam ổn không? Về Sam khỏe không? Tôi hết nói chuyện nổi rồi Sam ơi. Bây giờ tôi thở rồi, tôi hết nói chuyện nổi rồi. Rồi ok, là hình như nãy nhảy té 3 lần, còn lần cuối cho cơ hội nha, cho cơ hội. 3 lần rồi 150 cái rồi đó. Không, cho cơ hội cuối đi, thắng được, được. Tin tôi không? Rồi. Tin bà đó. Đó giờ là ôi tay tôi bữa nay bị gì rung quá. Rung hả? Ê. Tôi biết gì chờ nghe gì tay rung quá à. Nè. Sai lầm của tôi là rủ bà vô quay clip này. Thôi vậy rồi đi. Nếu như mà thôi vậy rồi nha. Từ nãy giờ tôi biết rằng là bà Sam bà cố tình té bạn ạ. Tôi quá chắc luôn. Bây giờ Sammy mà bắt cua được tới đích thì tôi mới nhảy, còn không tôi khỏi nhảy. Trời ơi, tưởng gì dễ ồn đúng không, bắt cua tới đích đúng không, là nhảy đúng không? Rồi ok, thách sai người rồi bạn ơi. Những thử thách bắt cua phạt như không bao giờ có Sam vô đây được, không bao giờ có chuyện làm thử thách cùng Sam. Nếu các bạn muốn Sam làm thêm nhiều thách này với Phong Cần, đừng quên giúp video đạt được 5k like nha. 5k like sẽ làm thêm nha các bạn đó. Ok, còn bây giờ tạm biệt mọi người.